Hello, hello. Xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị làm airdrop và nhận miễn phí cái token là Claw trên cái mạng lưới là Canito. Ok, thì đây là toàn bộ cái thông tin về cái chương trình airdrop và cái đường link tôi sẽ để bên dưới video này. Rồi, quý vị cần phải có tài khoản Twitter và Telegram. Quý vị sẽ nhận được 10 cái token Claw khi quý vị join vào nhóm Canito Network này. Rồi quý vị được 10 cái token Claw nữa khi có người giới thiệu theo đường link của quý vị. Đó. Và tất cả những thông tin này tôi sẽ để bên dưới ở video, quý vị có thể tham khảo. Thì nhiệm vụ của quý vị chỉ việc vào cái đường link và làm theo cái hướng dẫn của con bot. Đó, tôi sẽ vào này, chọn start để bắt đầu. Đó, thì nó sẽ ra cái đường link hướng dẫn như thế này. Tại vì ở đây tôi đã làm rồi. Đó, tôi đã làm rồi nhé. Quý vị phải follow cái, đây, tôi sẽ vào cái, vào lại cái con bot này. Đâu rồi? Đây. Quý vị phải join vào group Telegram này. Join vào cái kênh thông tin Telegram của Canito này. Đó. Và lấy cái đường link để giới thiệu này. Cuối cùng là retweet và tag 3 người bạn vào cái địa chỉ trang Twitter này. Ok chưa? Và tại vì tôi ở đây tôi có 2 cái Telegram và tôi đã làm hết rồi. Đó. Bây giờ tôi sẽ thử thao tác rút Claw về một cái ví khác, ví bất kỳ, hoặc là rút Claw từ cái ví của con bot Telegram này sang một cái con bot Telegram khác. Ok, thì ở đây tôi đang sử dụng 2 cái Telegram. Rồi tôi sẽ sang một cái tài khoản Telegram khác và tôi sẽ vào con bot đây. Nó là cái crypto bot đây. Tôi sẽ vào, tôi kiểm tra số dư của tôi ở bên này và tôi sẽ lấy cái địa chỉ ví để tôi rút nó về bên đây. Rồi tôi sẽ kiểm tra số dư Claw của tôi đang có ở trong cái con bot này. Tôi sẽ chọn Claw này. Ok, hiện tại tôi đang có 36,72 Claw. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái địa chỉ ví để tôi rút Claw về cái ví này. Chọn vào cái nhận tiền đi. Nhận tiền này. Chọn tiếp vào Claw token này. Chọn tiếp Claw. Ok. Thì nó sẽ ra cái địa chỉ ví cùng với lại cái mã QR code. Ở đây tôi sử dụng một thiết bị cho nên tôi sẽ copy cái địa chỉ ví này. Còn quý vị sử dụng hai thiết bị, quý vị có thể quét cái mã QR để lấy địa chỉ ví và gửi Claw sang. Ok, tôi đã copy. Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại cái Telegram thứ hai của tôi. Rồi tôi sẽ vào cái con bot. Vào con bot này. Tôi sẽ chọn đến cái phần menu này. Menu. Chọn vào ví.
chọn vào cái gửi tiền, gửi tiền, chọn Claw token, chọn Claw này, chọn Claw tiếp, rồi chọn đây, thì đến đây nó sẽ hiện cái số dư, ok chưa? Hiện tại cái số dư của cái Telegram, của cái con bot bên Telegram này của tôi đang là 12,12 Claw này. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào địa chỉ này để rút. Rồi quý vị chọn vào nhập thủ công. Nhập thủ công. Đó, nó sẽ yêu cầu là vui lòng cung cấp địa chỉ ví nhận. Rồi, bây giờ tôi sẽ dán cái địa chỉ ví nhận vào đây và gửi. Rồi, nó sẽ có một cái lựa chọn. Ở đây tôi sẽ gửi tắt đi. Gửi tắt, tôi sẽ chọn vào 100% đây này. Rồi, con bot nó sẽ hỏi lại một lần nữa và quý vị cần phải xác nhận cũng như là kiểm tra lại cái địa chỉ ví nhận nó đã chính xác chưa. Khi đã chính xác rồi này, quý vị chọn vào có để xác nhận. Ok, quý vị có thể chờ khoảng độ 30 giây. Nó sẽ có thông báo. Đó. Chưa cần đến 30 giây đâu. Giao dịch đã được gửi đi rồi đây này. Rồi, bây giờ tôi sẽ trở lại cái link Telegram 1 của tôi. Và tôi sẽ vào con bot này. Đó. Bên này nó báo luôn đây này. Bạn đã nhận được 12,119 Claw. Đó. Rồi, để chính xác hơn, tôi sẽ lại vào cái menu và tôi kiểm tra số dư tài khoản này. Chọn tiếp vào Claw cộng token này. Chọn tiếp vào Claw. Đó, quý vị thấy chưa? Cái số dư của tôi lúc trước là có hơn 30 Claw rồi. Thì bây giờ nó đã lên rồi đây này. Rồi, trường hợp quý vị có nhiều Claw, quý vị có thể cho vào staking và nhận lãi. Ok chưa? Còn quý vị muốn bán thì quý vị có thể chuyển ra sàn hoặc là ví. Rồi. Ví dụ ở đây tôi sẽ vào cái CoinGecko và tôi kiểm tra xem nào. Claw này nó đang đứng nít trên một số sàn đây này. Tôi sẽ tìm đến cái Claw Calito Network. Đây. Rồi giá bây giờ thì nó rất rẻ thôi, 0.01345. Và hiện tại thì nó đang được nít trên một số sàn đây này. Đó. Bitfinex này, FMFVK này, STEX này, HitBTC này. Đó. Trường hợp quý vị muốn bán, quý vị có thể rút về một số sàn này. Hoặc quý vị cũng có thể swap. Còn cái tính năng swap có thể họ sẽ cập nhật sau, swap ra cái BUSDT hoặc là USDT. Rồi thì sắp tới tôi sẽ cập nhật một số tính năng. Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này.